Nhắc đến Thiền viện Trúc Lâm Chính Pháp ở khu vực phía Bắc, không thể không nhắc tới Thiền viện Trúc Lâm Chính Pháp Tuyên Quang. Với vị trí cảnh quan thiên nhiên sơn thủy hữu tình, thơ mộng và hùng vĩ cùng các hoạt động ý nghĩa tại thiền viện, nơi đây đã thu hút đông đảo nhân dân, du khách thập phương đến tham quan, chiêm bái và tu tập. Với ý nghĩa mong rằng tăng sĩ Phật giáo Việt Nam ngoài trách nhiệm hoằng pháp lợi sinh còn có bổn phận tôn vinh những giá trị văn hóa đạo đức của dân tộc. Vì vậy, việc khôi phục lại dòng thiền Trúc Lâm Biên Tử do Đức Vua Trần Nhân Tông khai sáng mang bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam là bổn phận của người tăng sĩ đối với dân tộc và tổ quốc. Thiền viện Trúc Lâm Chính Pháp Tuyên Quang chính thức được xây dựng từ năm 2019 tại xã Tràng Đà, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang với 5 hạng mục chính do Đại Đức Thích Phúc, Thích Trúc, Thông Phổ chủ trì. Đến nay hạng mục chính là Tòa Tam Bảo, nơi thờ Phật, chư vị tổ sư, lưu trữ kinh điển Phật giáo, kho tài liệu, sách về thiền phái Trúc Lâm, nơi sinh hoạt của tăng ni Phật tử v.v. đã cơ bản hoàn thành. Tòa Tam Bảo gồm 3 tầng, tầng giảng đường, tầng thiền đường và sân lễ lộ thiên. Phía trên sân lễ là tòa tháp 3 tầng tọa lạc, tại điểm cao nhất của tòa tháp là tượng Phật Thích Ca Mâu Ni tay cầm cành hoa sen vừa được hoàn thành năm 2022. Tượng Phật cao 18m, chiều ngang 12m, đài sen cao 4m. Từ vị trí tầng 3 của tòa tháp phóng xa tầm mắt, du khách sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp toàn cảnh của khu vực trung tâm thành phố Tuyên Quang với núi non hùng vĩ, dòng sông Lô lịch sử hào hùng với những cây cầu thơ mộng của thành Tuyên.